Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là thanh niên đầu đỏ xa xa kìa. Đấy, thì ngày hôm nay là mình với cả Vanh đang có mặt ở trong một cái mini game gọi là mình chơi lần thứ hai các bạn ạ, gọi là khá là quen thuộc đây. Đấy, thì lần trước là mình với cả thanh niên Vanh là tham gia cái mini game là bàn cờ Minecraft các bạn ạ. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay là cũng là bàn cờ Minecraft nhưng mà phiên bản Mario. Đấy, các bạn thấy nấm niếc này. Đấy, mấy cái gọi là hố này để chui này. Đấy, đằng xa xa kia là gọi là lâu đài các bạn. Không biết là có công chúa ở đây không? Bình thường là Mario cứu công chúa nhưng không biết có hay không các bạn nha. Ok, cứu công chúa rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Cứu công chúa hay không thì tí sẽ biết liền. Xúc trước đây. Nếu có xúc sắc thì sẽ ném trước. Ngùm. 7 điểm. 1 2 3 4 5 6 7. Đúng chưa ta? Cộng điểm. Cộng điểm. Ok, đúng được cộng điểm. 1 2 3 4 5. Anh nhiều. 11 à? 1 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ê, cũng được công điểm cơ à, ghê nhờ. Ngày hôm nay hai thanh niên nhân phẩm ngang nhau các bạn. 7 điểm tiếp, ui dồi, 2 lần 7 điểm luôn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngon, ngon, ngon. Rồi, mình được cái là gọi là chui vào hố các bạn. 12. 12 à? 12 là đâu ta? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Cộng điểm. Lại cộng điểm à? Thanh niên hên thế nhở? Vừa được 12 điểm mà được lại cộng điểm luôn rồi. Lại 7 điểm. Lại 7. Chết giả rồi, 3 lần 7 các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi cũng được cộng điểm. Làm gì, làm gì? Lại 11. Ui. Thanh niên à? 1, 2, 3. Thanh niên toàn 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ui, ghê thật lên trên kia luôn. Ui, hên quá. Toàn 11 với 12. Tình nhiên toàn 11, 12. Rồi, lúc được 11 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, ok, được nấm rồi. Xem rằng là đây là cái mini game gì đây. Cái gì đây? Lùi lại 5 bước. Lùi lại 5 bước. 1, 2, 3, 4, 5. Được điểm. Cũng được. Bạn này lại được 7. Nào, xem nào. Được 7. Ui, lại 11. Thế luôn được. Tí toàn 11 với 12 thôi à. Chết tôi rồi. Tôi gặp phải thanh niên gọi là mắc hên rồi. Đây rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Wake. Cái gì? Wake thích chơi giúp là nói chung là chạy đi. Có mấy con bắn. Rồi luôn, nói chung là cứ chạy đi. Ngồi đây. Mình chết rồi. Ôi ơi. Nó bắn đi rồi, nó bắn đi rồi. Chạy. Đừng ném anh ơi, đừng ném em ngoan không, lắm. Không bị trúng phát nào luôn kìa. Rồi, núp được thêm một điểm các bạn ơi. Yes. Rồi, Vanh trừ một điểm. Đây, cái này là nó sẽ có rất là nhiều đường các bạn, 4 đường này. Đấy, thì mấy cái đường ở giữa là có tỷ lệ ném trúng rất là cao. Rồi, ok, thôi trả xúc sắc cho núp. Mình được 4 điểm rồi, tuy nhiên Vanh. Thế bên được 2 điểm ạ. 7 điểm. Lại 7. Đùa. Ngày hôm nay học cái con số 7. 3 4 5 6 7. May quá. Không phải trừ điểm là may rồi. Gì đây? Quắc. Lại mình đi đây. Không, tôi chọn cái này, tôi chọn cái giữa bạn. Cái này thì đơn giản thôi, mình thấy cái này đơn giản mà, chúng ta cứ chạy càng nhanh càng tốt. Trời ơi. Rồi thanh niên. Chạy càng nhanh càng tốt. Chạy càng nhanh càng tốt, đừng cho con kia nó ném vào đầu. Ai. Ơ tin dụng à? Dụng rồi, chạy nhầm đường. Không, cứ tin theo núp các bạn ơi. Tính ra cứ chạy cái đường giữa này, cứ chạy cái đường hàng rào sắt này là ngon. Ui giời ơi, xin nhầm nha. Đường rồi. 5 điểm nha. Núp xin 5 điểm nha. Rồi, này trả lại Vanh xuất sắc. Rồi, ok, xem nào. 2 à? 2 điểm rồi. 2. Lại có mini game. Mini game gì đây? Escape. Thoát khỏi đây. Đừng để nó bắn kìa, nó ê, đánh kìa. Chạy thôi. Ui, cái ông gì đây? Ôi, khủng long. Ông đánh Vanh đây. Ta chạy đây. Ui, bị con kia đánh kìa. Ui rồi. Nó đánh. Ê, thoát khỏi đây kiểu gì đây? Trời ơi. Nhảy khỏi thuyền hay sao? Đi đến. Không, đây rồi. Thoát được rồi. Tôi thoát được rồi các bạn ơi. Yes. Vanh cũng đây rồi. Rồi, núp lan được rồi các bạn đây. Ui rồi. Ui, cái thuyền không gian à? To thế. To thật sự luôn ấy. Rồi, trả xúc sắc đây.
À đây. xem nào, còn sâu gì đây? 4 điểm. 4. 2 3 4 rồi, lại mini game các bạn. Ăn nấm. Rồi. Oh, mình được 1 point. Thêm 1 điểm. À đâu, thanh niên Vanh thì quên mất, cho thanh niên Vanh 1 điểm chứ không phải mình. Cay nhỉ. Cho Vanh à? Cho Vanh mà. Thế nhưng Vanh được 4 điểm. Bực thật. 2 1 2 mini game gì đây? Rồi. Tiến thêm được 3 bước nữa kìa. Ơi bị trừ điểm. Hay quá, chúc mừng Vành nha. 9 điểm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cay thật. Trừ điểm. Trừ điểm. Vừa cười người hôm trước hôm sau. Người cười. 1 2 3 4 nấm. Nấm à, cái gì đây? Pin à, tìm Mario. Núp tìm thấy luôn. Ờ đâu đây ngay à, đâu cạnh đây? Chỗ núp luôn các bạn ơi. Vừa vào cái núp ở chỗ nào ấy. Tính ra vừa vào đây, cái đây, anh Mario các bạn, anh thấy Mario rồi. Thấy mình luôn. Mình thấy anh Mario ngay cạnh luôn. Núp kiểu số hên các bạn. Trời ơi. Rồi ok. Xem nào. Giờ thì mình sẽ gọi là ném của thanh niên Vanh ngay trên kia rồi. Điểm mình đang hơn nữa các bạn, hơn mỗi một điểm thôi. Nhưng mà thanh niên Vanh đang dẫn đầu 5 điểm. 3 rồi ok. Gì đây? Cái gì đây? Lùi lại 3 bước. Ai mà cay nhờ. Không được cái gì. Không được cái gì. Bực thật sự các bạn ạ. Úi rồi 2 điểm. 2 1. Ui gặp con boss này. Boss gì đấy? Nhưng mà nó không có gì. Chắc là nhấn V luôn nhỉ? Nếu không có gì thôi nhấn V luôn. Bị quay lại chỗ núp luôn. Rồi. Có cái biểu tượng con boss kia kìa. Mình bây giờ mới để ý đó là khi chúng ta dùng, chúng ta được vào đấy là chúng ta sẽ gọi là quay về, hình như là quay về cùng với đối thủ. Chúc mừng Vanh nhé. Này đấy, 9 nước. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 điểm. Rồi ok. Mini game gì đây? Quên mất, né. Ui cái này. Né. Ui. Cái này giống như kiểu né cái đe các bạn. Nhưng mà cái này màu xanh xanh là cái gì nó cũng chả rõ. Con quái vật thì sao ấy? Quái vật ạ. Ui cái này đơn giản quá. Ui giời ơi, khó lên được không? Quá đơn giản. Quá đơn giản. Ui giời. Ai. Ui vừa nói xong. Vừa nói xong mới rơi ở đầu thì đơn giản thật sự. Rồi ok. Trả lại Vanh xuất sắc nhỉ. Rồi đấy. Điểm đây. 8 điểm. 8-1. Quê bên 7-8. Đây rồi. Một điểm ghê thế nhờ. Ghê vết nhờ. Rồi nào. 9 à. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Ui may quá, không phải là 12 gặp phải con bốn. Không phải bốn là tôi đi bụi luôn đấy. Rồi nào, là cái gì đây? Go back. Lùi lại 3 bước. 1-2-3. Là cái này à? Rồi lại là dùng thế nào? Cái gì đây? Go to the cloud bay à? Bay lên trời cao kìa. Đâu bay lên trời cao? Giờ phải nhảy ở trong này à? Đâu sao đâu? Đầu núp. Ui. Ấy. Cắm đầu. Khó lắm. Ui cái đấy khó lắm, cái đấy phải chọn đúng ấy. Ui banh ra ngoài. Ôi trời. Khó. Nói chung là khó. Này trả lại banh. Khó các bạn ạ. Đâu? Cái đấy là phải chui vào đúng cái ô. Cái lỗ để nó đưa mình lên gọi là trời cao, trời mây các bạn, đến tầng mây. 7, 8, 9, 10, 11, 12, lại quay lại con rồi. Không, quay lại một điểm bất kỳ ấy, không phải quay lại chỗ núp đâu. Không phải quay lại chỗ núp à, điểm bất kỳ á. Quay lại cái điểm vừa nãy ấy. Cây 9 điểm. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, quay nhỏ rồi. 7, 8, 9, hả? Nó có cái đường à, đường kẻ chỉ vào chỗ Vanh này. Đúng rồi, bây giờ đúng rồi. Ui, cái vào cái con đấy là cứ đi xuống dưới à? Rồi núp được vào cái vào cái ô này, núp lên trên một tầng mới rồi này. Đấy. Ui, lại lên trên nữa à? Núp đang dẫn đầu rồi đấy, chạy đua đấy, đường đua là công chúa ơi, núp tới đây. Đấy. Yeah, cộng điểm. Cộng điểm à? Ok. Sao? Mấy điểm đây? 11. 1 2 3. Ê, nhầm, mình chạy lộn. Đây đường này đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi. Mình chạy lộn các bạn.
gì đây? Ơ, tiến lên 5 bước. Tiến lên 5 bước. 2, 3, 4, 5. Ồ mày quá, chả mất gì. Đấy, đấy, trả lại vanh. Ui, công chúa sắp là của mình rồi. Nhiều đây, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lại được cộng điểm. Thành 8 điểm luôn ạ, ghê quá nhờ. 8 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ờ, nó cũng được cộng điểm. Công chúa sắp là của mình rồi các bạn ơi. Lâu đài, lâu đài. Không biết là có công chúa hay không, nhưng mà lâu đài là mình phải sở hữu. 5, 6, 7, 8. Ơ, trả được cái gì? Trả được cái gì à? Đến lượt lúc đây. 5 điểm. 1, 2, 3, 4, 5. Ơ, mình cũng trả được cái gì các bạn? Thả luôn chứ. Nào, tiếp. 6 điểm. 6 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mario hỏi chấm. Cái gì đây? Ơ, hình như là vanh cho mình một điểm. Phải không ta? Ơ, à đâu, không 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 không. Cho vanh một điểm, vanh được tăng một điểm mà nhờ. Thế xong rồi. Lúc đấy không kịp đọc luôn. Hép, hình như là thêm vanh nào các bạn. Rồi, nói chung là mình đang mải để ý cái ô này quá. 9 điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 9 điểm. Ngon luôn, ngon luôn. Đây, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Công chúa ơi, anh mất em rồi. Anh mất em rồi à? Đấy, cái gì đây? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui, trừ điểm các bạn ạ. Ui, mình thua thanh niên về số điểm rồi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, mình thắng về đường đua. Chạy đua nó phải chiến thắng luôn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ơ, cộng điểm. À, thanh niên vay được nhiều điểm thật sự luôn đấy. Nào, 8 điểm. Ủa, cái này không cần đếm nữa bạn ơi. Rồi, ok, núp chiến thắng rồi. Ô, sao nào? Đúng rồi, vay finish. Sao vay lại finish? Cho dù, ui giỏi rồi, cho dù là cái... cho dù là núp ấy, cho dù là núp có chữ V ở đấy không? Có đây, cho dù là núp đến trước đấy, cho dù là núp đến trước đi chăng nữa ấy, nhưng mà vanh được nhiều điểm hơn, vanh vẫn win. Thật mà, vanh thì chạy hẳn một lèo lên đây xem. Chạy thẳng lên đấy luôn. Vừa lấy hiển thị là vanh win mà. Đấy không ta? Đâu, vừa lấy hiển thị hoàn thành nữa nhá. Dăm mút speed này. Đấy, ở đây không có công chúa. Ở đây có mỗi cái lâu đài thôi. Ui giời. Không có công chúa thôi, vanh không thẳng đâu. Vanh không tưởng có công chúa. Thôi cho vanh ở đây đi các bạn. Trời đất ơi. Nói chung là mình thì thắng về cái gọi là chạy đua các bạn ạ. Còn thanh niên thắng về, thanh niên vanh thắng về là sự nhiều điểm. À đúng chứ. Đâu, bà đây có phải nhấn gì không đúng? Không, chả nhấn gì đấy, nó được thêm mấy cái hiệu ứng thôi. Đừng nhảy cao, bay biết các thứ thôi. Đấy. Nhảy đi ngắm cái khu gọi là Mario, lâu đài Mario ở đây. Chắc là đánh bại cái ông ấy thôi, chứ không phải cứu công chúa. Không có công chúa đây các bạn ạ. Ok, thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Đó thì kết quả đã có rồi. Mỗi tôi là không có công chúa đâu các bạn ạ. Cứ tưởng có công chúa làm hai thanh niên mừng hụt. Đó thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Núp nha. Và đừng quên qua kênh của Vanh, ấn đăng ký hộ Vanh nha. Và đừng quên comment ý kiến ạ ở phía dưới nha. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye.